Chào các bạn nha. Hôm nay mình có cơ hội đi làm về hơi sớm chút cho nên mình quay mấy cái cây nhà lá vườn của mình cho chia sẻ với các bạn. Tất cả là 20 cây ăn trái nhà mình có nha. Nhưng mà có một mớ cây thì nó mới lên trái, rồi một mớ cây thì cũng bắt đầu nở hoa nhưng mà chưa có lên trái. Cho nên mình quay một mớ chia sẻ cho các bạn coi. Cũng gần sẵn nay cũng gần cuối tuần rồi nha. Đây là cái cây thanh long của mình đây, các bạn thấy không? Có cái trái của nó, coi nó ra cái nụ hoa coi dài bự ghê không. Đó, cái bên nữa nè. Đây, đó, thấy chưa? Đây, hai trái twin together đây. Đó, các bạn thấy không? Trái coi nó ra, em nhìn bông coi nó ra nhiều ghê chưa. Đó, đầu mùa bắt đầu nó ra các bạn ơi. Nó còn ra nữa, cái này là chỉ có một phần chút xíu thôi. Thằng Lâm nó ra rất là nhiều luôn. Đây. Đó, các bạn coi coi nó ra coi. Nhìn thấy tươi ghê không? Quá trời luôn, nó thòng xuống thấy không? À. Còn đây là cái cây bơ này nè các bạn. Trái nó thấy không? Đã ghê chưa? Đây là cái cây sampuche của mình nè các bạn. Thấy một nhánh lên tới ba trái lần, thấy không? Còn nhiều lắm. Còn nhiều nó nằm ở trong đây nữa nè. Đó, thấy không? Đây, anh chàng này nữa đây. Ở dưới này nữa. Đó, các bạn thấy không? Cái chùm luôn, thấy không? Ủa là la. Đó. Quá trời nhiều luôn. Còn đây là cái cây bông, cái nhãn đây. Các bạn thấy ngoài bông nó ra nhiều ghê chưa. Nó ra hột trái trái nhỏ nhỏ rồi đó. Đẩy hết luôn. Đó, thấy chưa. Này một tháng nữa là nó ra đầy hết trơn luôn đó các bạn. Còn cái bông của nó thơm dễ sợ luôn. Đó, nhiều ghê chưa? Các bạn thấy nhiều ghê không? Còn đây là cái trái vải đây. Li chi á. Các bạn coi cái trái của nó kìa. Dễ thương ghê không? Đó, trái li chi đó. Còn bé tí à. Đây, ở đây nó đây. Mỗi cái mình mà quay chút chút cho các bạn coi nha. Quay chút chút cho vui thôi. Đó, thấy không? Có cái trái giống trái vải rồi chưa? Đi chi. Còn nguyên cái cây này là cái cây hồng dẻo nè các bạn. Đó, các bạn biết cái cây hồng dẻo của mình nó lên rất là nhiều mà nó nhỏ lắm. Không có cao, khoảng chừng 6 feet thôi. Mình sát, mình quay sát lại cái trái cho các bạn coi nha. Đó, các bạn thấy trái không? Đó, trái nó còn màu xanh đó. Nó nằm gục xuống cho nên mình cũng khó quay ấy. Đó, cái này là persimmon nữa các bạn. Đó, chụp được một anh chàng nữa đây. Rồi cây này, cái cây lê của mình nè các bạn. Giờ bắt đầu mọc đầy lá hết rồi, thấy không? Mình bỏ phân với mình tưới nước một ngày hai lần á. Trình ra rất là xanh đậm luôn. Cái này gọi là Asian pear nha. Nè coi bông của nó nè. Đó, các bạn thấy bông nó không? Chừng 2 tuần nữa nó tàn bông mà bắt đầu ra trái á. Còn đây là cái cây chuối của mình đây. Và có chắc khoảng chừng 6-7 nải chuối á. Nguyên một đồng chuối thấy đã ghê không? À, mới từng rồi mình cắt cái bông chuối đi rồi. Để cho nó mới màu lớn á. Thấy chưa? Hết sảy ghê chưa? Cây nhà lá vườn á các bạn ơi. Bên góc bên kia mình còn nãy từ năm ngoái tới giờ mình cũng chưa có cắt nó đi nè, thấy không? Nãy bên đây nè.
Đó, thấy cái cuốn của nó cái dày vậy không? Đây, cái này từ năm ngoái tới giờ 2019 nè. Sảy ra chưa? Còn đây là cái cây xoài của mình đây. Đó, các bạn thấy cây xoài không? Thấy cái lá là biết lá xoài rồi, thấy không? Xoài đó là xoài Hawaii vậy nha các bạn. Thì mình quay cái bông cho các bạn coi nha, nó ra trái nhỏ nhỏ nhiều lắm. Để các bạn thấy cái trái xoài nhỏ nhỏ không? Thấy chưa? Gốc mình đây nữa nè. Đó, thấy trái xoài không? Nhìn thấy thương ghê không? Đó, nằm tuốt ở trong kia nữa kìa. Đó, thấy không? Đây, gốc nào cũng có hết á. Còn cây này là cây cherry của mình đây. Đó, nó có bông rồi luôn nha các bạn. Để mình quay sát lại bông cho các bạn coi. Đó, các bạn thấy bông nữa không? Đấy, thấy chưa? Bông nữa đó. Hôm nay chắc mình khỏi cần đi hái cherry ở vườn nữa. Nhà có rồi. Đó, bông nữa thấy không? Hết sảy luôn. Còn cái này là cái cây táo nha các bạn. Cây táo Fuji á. Thì mình kéo cái nhánh xuống cho các bạn coi nha. Nó ra trái luôn rồi đó. Đây, thấy không? Bông thấy không? Đấy, trái nữa nè. À, thì cái táo không? Thương nghe không? Nên đúng ra năm nay cũng cây nó rất tốt tại là nhiều mưa các bạn. Còn gốc bên đây thì cái cây mận đây. Mận thì nó chưa có ra bông. Chắc cũng khoảng chừng tháng nữa nó mới ra. À, mận, cây mận mình thấy không? Mận trắng đó các bạn. Đó, gốc đó là cây quýt. Rồi cây cuối cùng đó mình có là cây ổi đó. Còn bên đây là cây mãng cầu đây. Đó, các bạn thấy cái lá đó không? Lá là lá mãng cầu đó. Đi chưa? Rồi cây sau cùng của mình đây là các bạn là cây chanh dây màu vàng á nha các bạn. Cây này rất đặc biệt á, mình cũng gieo từng hộp đó nha. Đó, mình gieo nó cũng khoảng chừng cả năm nay rồi đó, bắt đầu chuẩn bị năm nay mình bỏ nó xuống đất á. Chanh dây màu vàng đó nha. Đó, thấy nó lên tươi tốt ghê không? Thì các bạn coi cái nhánh đó nè. Đó, nó mọc nó muốn kiếm đường nó bay lên rồi đó. Dòng chanh dây đó, nó bay lẹ lắm. Nó chèo rất là lẹ. Thấy ghê không? Thôi mình chỉ có bấy nhiêu chia sẻ với các bạn cho nó vui nha. À, mình sẽ cắt cái video từ ngay đây. Mình hẹn gặp lại các bạn video kỳ sau nha. À, cảm ơn các bạn đã bỏ thời giờ ra coi cái video clip của mình. Dạo này mình cũng bận lắm nhưng lâu lâu mình mới up lên chút cho nó vui vậy đó thôi. À, hẹn gặp lại các bạn video kỳ sau nha. Bye bye.